Đầu tiên là mình chưa cắp dây vội nhé, mình cài tên trước đã, thì mình phải bắt cái wifi Jupiter này. Đấy, nếu mà đợi một lúc khoảng tầm 30 giây mà nó không nhảy sang giao diện khác thì mình sẽ vào trực tiếp cái địa chỉ IP của nó là 192.168.19.1 nhé. Đấy, thì cái khi mà vào giao diện này thì nó sẽ có phần trên là Jupiter thì là dùng sóng không dây, còn bên dưới là AP setting này, nó là sóng không dây này. À, sóng có dây này, dùng wifi có dây thì mình chọn cái bên dưới nhé, nếu mà dùng dây. Đấy, thì nó sẽ cho mình đổi tên luôn. Đấy, đổi tên luôn. Đấy, mình dụ mình đổi thành AP ED này, AED 8 giây này, mật khẩu từ 1 đến 8 này, ấn next này, finish này là xong. Đấy, sau lúc đấy mình sẽ cắm cái dây mạng vào đằng sau cục wifi nhé, để nó cấp mạng. Mọi người nhớ là cài đặt trước khi mà cắm dây nhé, đừng cắm dây vào trước. Sau đấy mình sẽ bắt cái mật khẩu của cục wifi thôi. Đấy. Khi nào mà bạn có nhiều tiền quá